Chúng ta sẽ trở lại với những diễn biến mưa dông cùng chị Hồng Quyên. Từ sáng đến chiều nay thì khá nhiều tỉnh thành ở Nam Bộ đã có mưa dông rồi. Không biết là diễn biến tiếp theo như thế nào hả chị? Dạ, dự báo mưa dông sẽ tiếp diễn trên diện rộng trong đêm nay và trưa chiều mai. Cụ thể, mưa vừa và mưa to sẽ phân bố ở cả khu vực miền Đông Nam Bộ và xuống tới miền Tây Nam Bộ. Một số nơi còn có mưa rất to với lượng có thể vượt hàng trăm mm. Đề phòng xảy ra tình trạng ngập úng ở một số khu vực trũng thấp khu đô thị, cùng với đó là sấm sét, gió giật mạnh trong cơn dông. Di chuyển trong mưa ngập, hiểm họa tiềm ẩn đó là những hố ga, miệng cống bị mất nắp. Nước dâng có thể che mất miệng cống, cuồn cuộn chảy về, tạo thành dòng xoáy nước và có lực hút rất mạnh. Nếu mà đi gần sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, khi mà đi qua những đoạn đường nước ngập thì quý vị hãy cảnh giác, đi thật chậm, chú ý quan sát. Nếu mà thấy các xoáy nước thì phải tránh xa hoặc là đổi hướng di chuyển. Mưa nhiều từ trưa cho đến chiều tối, còn trong sáng mai vẫn đang xen là có những khoảng tạnh ráo và nắng nhẹ. Nhiệt độ phổ biến ở hầu khắp các thành phố sẽ là từ 30 đến 32 độ, chỉ riêng có Biên Hòa là 33 độ. Với thành phố biển Phú Quốc, trong đêm nay và ngày mai, mưa xảy ra bất chợt, có những lúc mưa vừa và mưa lớn, có thể kèm theo sấm sét, gió giật và cả lốc xoáy nguy hiểm. Nhiệt độ khá vừa phải, không vượt quá ngưỡng là 31 độ. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, cảnh báo có gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, có thể kèm theo cả lốc xoáy, biển động mạnh. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, cảnh báo có gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.